Hình như đi lối này. Ô, làn của tôi đấy. Mà cô cậu đi đâu đấy? Bọn cháu tìm đường về Giang Tân. À, đi thẳng, rẽ trái. Cảm ơn bà. Không găng tay bảo hộ, đọc báo ngược, thắp hương nhưng không có hương. Quay lại thôi anh. Ở yên đây.